đến đây để làm gì? Đến đây để phát danh thiếp. Ở đây là văn phòng, thế nào cũng có nhiều người, người ta sẽ lấy danh thiếp của mình. Mình là người tự tin về lĩnh vực phát danh thiếp. Phát danh thiếp để làm gì? Để PR. Những tờ như thế này đây. Mà những cái danh thiếp này chúng ta sẽ có tên, tuổi, đồ này kia. Và mình chơi đặc biệt hơn tí là mình dán hình mình vô luôn. Mặc dù mình không biết mình đẹp hay xấu, mà hả, mình nói cho nghe, mình á, tự tin là người phát danh thiếp nhiều nhất từ trước tới nay. Một ngày mình có thể phát 2.000 cái luôn đó. Nói không phải giỡn đâu. Ê Khánh, lại đây nè, danh thiếp của tôi nè. Ở trong đây á là ghi tên nè, tuổi, số điện thoại tôi. Nhìn thấy cái hình của tôi không? Đó, không có thấy ghê đâu, đẹp lắm nha, Photoshop cà hết luôn rồi. Bán mỹ phẩm, mới lấy vợ đúng không? Trời ơi, dắt vợ vô mua nghe chưa? Không có ghé là chết với tôi đó nghe chưa? Trời ơi, thiệt luôn á. Ơi, nói nghe, mai mốt nhớ nha. Thiệt tình luôn á, nó không có am hiểu gì về mỹ phẩm đâu các bạn ơi. Mà thế nào á là cũng phải dắt vợ tới đây à. Mình nói nhiều quá mà. Anh Thiện ơi, em nói cho anh nghe nè. Dạ, đây là danh thiếp của em. Em mới vừa mở công ty mỹ phẩm. Anh hình như cũng mới lấy vợ đúng không? Mà nói nghe nè, vợ anh thích xài son màu gì? Xài son màu cam giống như em đúng không? Dạ, đúng rồi. Ở trong đây nè, em có ghi hết địa chỉ luôn á. Nè nè nè, số điện thoại của em nè. Trời ơi, thấy hình em đẹp không anh? Trời ơi, dạ dạ đúng rồi. Hình của em nè, hồi đẹp lắm anh ơi. Bữa nào nhớ ghé nha. Nha nha nha, nhớ ghé. Ủa gì dạ, sao anh không nói gì hết mà anh run chứ ạ? Anh nhớ ghé nha. Ủa mình nhớ mình phát đúng mà ta, sao kỳ vậy ta? Các bạn thân mến, danh thiếp là những thiếp nhỏ ghi tên người dùng để tiện việc giao tiếp với người khác. Danh thiếp thường là tấm giấy hình vuông hay hình chữ nhật. Trên đó in danh tánh, chức vụ và địa chỉ. Nếu có nhiều chức vụ, thì bạn chỉ cần ghi chức vụ nào chính yếu và quan trọng nhất mà thôi. Gặp lần đầu. Khi mới gặp khách lần đầu, bạn nên trao danh thiếp để họ biết danh tánh, chức vụ của bạn, hầu dễ dàng xưng hô khi trò chuyện. Khi tới thăm ai mà họ lại vắng nhà, bạn lấy danh thiếp của mình bẻ góc phía trên bên tay mặt và trao cho người nhà. Thứ hai, tặng quà. Khi muốn tặng quà, bạn nên kèm danh thiếp theo món quà. Không cần viết lời nào trên danh thiếp. Người nhận quà cũng dùng danh thiếp viết lời cảm ơn và gửi lại người tặng quà. Thứ ba, chúc tuổi. Nếu muốn chúc tuổi trong dịp Tết Nguyên Đán, bạn nên ghi trên danh thiếp một câu chúc nào đó. Thí dụ, chúc mừng năm mới hay cung chúc tân xuân. Thứ tư, chúc mừng. Nếu muốn chúc mừng nhân dịp lễ bổn mạng, sinh nhật, cưới hỏi hay đỗ đạt, thì bạn nên viết trên danh thiếp câu thành thật chia vui ... hay xin Chúa chúc lành ... Thứ năm, phân ưu. Nếu muốn phân ưu trong dịp tang chế, bạn nên viết trên danh thiếp câu thành thật chia buồn với trong dịp đau đớn này, hay nguyện xin Chúa cho linh hồn ... sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Thứ nhất, ai trao trước? Người tự giới thiệu trao danh thiếp trước, người được giới thiệu trao danh thiếp sau. Thứ hai, trao bằng tay nào? Bạn hãy trao danh thiếp bằng tay trái và nhận bằng tay phải. Nên giữ khoảng cách chừng một cánh tay khi trao và nhận danh thiếp. Thứ ba, làm gì khi nhận danh thiếp? Khi nhận danh thiếp, bạn nên mỉm cười.
có thể hỏi cách phát âm tên của họ hoặc bất cứ thông tin gì mà bạn chưa rõ trên danh thiếp. Thứ tư, nếu đang ngồi thì sao? Nếu bạn đang ngồi thì hãy lịch sự đứng lên khi trao và nhận danh thiếp để tỏ vẻ kính trọng nhân vật mà bạn tiếp xúc. Thứ năm, trao danh thiếp cho nhiều người. Khi trao danh thiếp cho nhiều người, bạn hãy bắt đầu từ người có chức vụ lớn nhất hay tuổi tác cao nhất. Các bạn thân mến, trên đây là văn hóa sử dụng danh thiếp trong khi giao tiếp. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng danh thiếp thì nên áp dụng nhuần nhuyễn để được đánh giá là con người có hiểu biết và lịch lãm trong giao tiếp. Chúc các bạn thành công. Mến chào tạm biệt các bạn.